ơi, không biết nữa. Mơ ơi mơ. Đó, thấy chưa? Chia sẻ livestream nha mọi người yêu ơi. Em gái nghe luôn. Mơ ơi mơ ơi mơ đang làm gì đó mơ. Ôi ca tiếp theo luôn nha mơ. Dạ. Trả lời đi. Dạ. Mơ làm gì? Mơ đang bật ăn uống gì đó. Tiếp vô. Bữa nay đi đâu? Thôi, tôi nghe bá. Mơ ơi mơ, mơ đâu rồi? Sao tôi hỏi mơ không trả lời gì? Trả lời đi. Đó, mơ đi. Đâu? Đó. Phải bá ha. Trời hợp ha. Tiền là hết trơn. Ừ, đó, sáng là cho nhiêu tiền rồi nó chịu đó. Thôi tôi hát, mơ chịu hát tôi buồn quá tôi ngủ luôn á. Ca đi cho bác. Hồi lấy tiền là hết rồi, không có tiền luôn. Lớn rồi mà ca gì ta có chồng, có vợ mà kia gì mà kia. Lớn mà hoàng hôn chữ vậy mẹ. Hoàng hôn chữ, hoàng hôn là ai chị? Hoàng hôn là quê hương em. Nói tầm bậy tầm bạ. Đâu có chích điện nữa. Ê, đang lên đài bây giờ bên chồng coi đó. Nước ngoài cũng biết mình nữa. Ừ. Cái này cũng đang lên đài nè. Anh cho ông kiểm coi hả chị? Ừ. Cô Duyên kiểu ha. Nhiều lắm. Nở mặt nở mày đó, chích tiện đó. Bây giờ một lát hồi á tôi bỏ mơ rồi. Sát nữa nè. Tôi chở cô qua cái mi về. Nhiều lắm. Bà đẹp mà Mỹ đó. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều luôn. Rồi từ từ sẽ ra gặp Diễm Hương dài dài nha mọi người yêu ơi. Đó những người mà mấy anh này đi quay cho những người có hoàn cảnh khó khăn thì từ từ đây là Diễm Hương sẽ kết hợp với mấy ảnh để làm thiện nguyện cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Mọi người nhớ là theo dõi cho nhấn like và chia sẻ like cho mấy anh này nha mọi người. Anh Tiến, anh Quang, anh Tân, anh Nghiệp đó. Mọi người nhớ nha, không nhớ ra xem ơi, và chia sẻ nha mọi người. Các anh này đưa cho anh nè. Cái kênh cho chị Mai Quyền vlog nha không? Vậy bắt đầu bánh xèo. Bánh xèo ha, rồi hút lên tao luôn. Rồi bánh xèo đi ba. Mai Quyền luôn. Nó trong dịch Mai Quyền vlog. Mai Quyền bánh xèo. Diễm sắc. Mơ nhìn tôi hoài cho mơ. Đẹp quá. Đẹp quá, không chịu ngồi lên ngồi kế. Đẹp, bà không chịu hát cho tôi nghe, tôi nhức đầu quá, tôi buồn ngủ. Nhìn bà hoài không ơi mà. Mơ ơi, tôi có bầu rồi. Ghiền hết chị, ghiền hết mơ. Mơ, bầu với ai? Hả? Bầu với ai? Bầu với anh Kiệm. Ông quậy chết luôn. Ông quỷ thần tiền cái nào tôi bay tôi ba mẹ. Anh Kiệm với mơ. Cái, cái. Cho anh Kiệm không? Cho luôn. Cho luôn thiệt cái hả? Cho luôn. Hồi quýnh người ta tội nha. Nói cho là phải cho thiệt nha. Cho luôn. Cho cái mặt đỏ bừng bừng lên kìa. Để coi cái máy này cứ đưa cho mẹ coi có một cái cho mẹ. Hay là nói giỡn. Cho luôn. À, để tôi chào bé Mi về trận cho trận nha. Đi bé Mi. Tôi chào bé Mi về trận tôi nuôi cho mơ. Dạ. Bằng prom thê ôn ốc mà chị vịt thê. Nè, tiếng miên nè chị. Dọn dọn chén nó bị thiếu chén rồi, thiếu hai ba cái rồi. Trời ơi. Để nói chuyện được rồi. Rồi đồ ăn đã tới nha mọi người. Bữa nay là Diễm Hương sẽ có một bữa ăn chung với mấy anh YouTuber với gia đình của Miên Mơ. Ở đây nó ghiền cái này quá trời anh. Không có nói gì nó không xài nít. Trời ơi, nhỏ lớn ở đâu có xài đâu. Con ghiền này. Đó đó kìa. Mời trời lớn. Đó, ba đã ba ngồi mình đó. Nhưng mà nghe chia sẻ lên. Không có chồng chị. Quay bà ông với bà nè. Tôi với bà với đây ba băng hả chay. Cái đồ chai bỏ ra đó đi. Anh ơi. Đồ chai để riêng nha. À, đúng rồi, để đó đi cưng, cha để ngay trong bé đó ăn là đúng rồi. Đồ chai của bà nghe. Đồ mặn hay chưa đồ chai. Để cái cốc vào đi. Cốc của con xương đó mau. Cho hai ba dĩa nước tương nha. Ngồi ghế ta. Ngồi là nhướng nhướng. Cái này gì vậy? Tao thấy mà thấy tao lộn xộn. Cơm chắc ngon lắm. Thằng Kiểm nói gì vô mụn kêu con mày tao không. Không thấy mẹ mà anh em cứ chết liền. Thôi cười dùng đi này thấy. Thằng nào không dặn ba gái đi hả? À? Cân, không dặn ba gái đi chơi hả? Thằng này thấy nó cười mà. Trời tao kêu bằng mẹ chị được rồi. Ờ chị đúng rồi. Ờ thấy kêu bằng mẹ không mà làm như mấy 18 gì đó. Ừ. Bằng chị ha. Ừ cái bằng chị cái tình cả ha. Mình nói mẹ ông này quen kìa. Quen. Mẹ mơ kìa. Ông đó cáo đó. Ông nào cáo? Ông đó Nguyễn Văn Đỗ đó, muốn về mất rồi, sập đổ đó. Ờ. Nguyễn Văn Đỗ cờ tướng cờ đá đó. Đổ tên người gì?
mà chơi đâu bận nữa ha. Sao bận, tao cũng bận. Tao thương tao mẹ tới tuần nghiệp á. Thì kêu chị mơ không à. Đi đêm mà. Đang có chơi mà nó tao đi về. Ừ. Không bận không có ha. Hay quá rồi, nó khó rồi. Chữ không? Chữ không? Không. Không, không chữ. Không chữ. Không. Vậy là ông hiền ha? Hiền lắm. Ừ. Có em gái không? Có em gái không? Không. Chịu làm bạn tao không? Làm bạn nha. Ờ. Luôn luôn số điện thoại đi. Cho đi. Ghi tối tiền. Sao? Thế này không? Không, em ruột tao. Dòm ơi, dòm có điện không? Đồ tương á, cái đồ tương kêu vợ lên ăn. Đồ tương của chị. Đồ tương kêu bà xã lên ăn. Đi chạy vô rồi đó. Chạy vô rồi. Mơ sao mơ không trả lời tôi vậy? Đúng em chén em. Thấy bệnh nặng. Chén thêm cơm. Rồi đây đưa cái em nãy giờ em nằm, em nhức đầu em nằm. Qua bên trong đi. Bây giờ em tỉnh hồn rồi. Kêu qua trong cái này anh quay lại kêu luôn vô. Cái bà đi. Ờ, bây giờ em tỉnh hồn rồi, bây giờ em gắn micro vô em nói chuyện nè. Bây giờ bà mơ muốn về, bà mơ nói chuyện với tôi nè. Dạ. Rồi giờ bà muốn làm sao? Tôi chở bà về Long An luôn chuyến này. Dạ. Bây giờ tôi chở bà về Long An mà chịu không? Dạ. Thì chở anh chơi tôi nha. Anh chống hả? Ừ. Chở anh chơi mấy bữa tôi chở về. Thôi. Lên thăm chị Quyền kìa. Sao vậy? Chiều hẹn bồ. Trời ơi. 5 giờ anh cái tên anh tới rồi. Dịch là gớt đầu. Trời ơi. Mối tình của em gian dở. Mối tình của con dở hơn quá. Dạ tôi chở bé My. Ông trẻ quá. Tôi chở bé My về chở anh. Ông này nhiêu tuổi rồi? Rồi đón rồi nhiêu tuổi? 19 năm hơn không? Ờ lát tôi chở bé My về nha. Nha. Coi không có, coi không có. Ai khó? Bà với ông này biết đâu. Ủa có rau luộc nữa nè. Bữa nay ba coi lại coi sao. Dạ dạ. Có một dĩa, bên đây xong có dĩa rau đó ngon vậy? Tại vì cư đứng ba nói. Ăn cơm đi. Dạ. Ngồi cư. Ăn chay hả? Ờ, rượu lăng ngon ghê ngon. Đã là... Rượu lăng ngon ghê ngon. Cái này nó đi qua đây. Đục qua lan đó. Của ổng đó. Tương đó, ăn mặn đó, thấy không? Em ăn chay nha mọi người. Tại vì em giác không chuyện. Dạ. Đó, thấy không? Những chuyện thành công em ăn chay, giờ em nhức đầu, em giọng em nằm. Giờ em tỉnh hồn lên nói chuyện mà mơ tiếp. Mấy người ăn chay ta đẹp. Mấy cô bạn em nha mọi người. Dạ. Cô bạn của em rất là. Mọi người nhớ chia sẻ kênh của anh Tân Vlog nha không? Thế là anh đã tỉnh quên, em quên rồi nè. Anh Quang Phạm Cần Thơ với anh này. Anh dễ thương ha. Anh Nghiệp. Anh Nghiệp Vlog. Anh nhớ chia sẻ kênh của em đó nha không? Võ Mi Nương. Với lại Khánh Du Store. Nhẹ có tay chia sẻ mạnh lên nha. Rồi chia sẻ mạnh tay cho mọi người ơi, mọi người ơi. Rồi số gì đây, số gì đây, cái rác có mấy con mấy gì đây, mấy gì đây. Ê! Hát đi tiếp đi. Bắt công cho mơ đó, mơ hát đi. Mệt mơ quá. Làm người ông nhận dung ha. Mơ không chịu hát gì chưa. Bái bả rồi đó. Ờ, tôi hát con. Bái quá chị. Thôi, mơ để tôi hát con. Thương mà. Tôi hát con mình tôi à. Thương bả cái gì. Mình nghiệp ha. Bộ gì là chị nghệ sĩ luôn hả? Nghệ sĩ. Trời ơi, nghệ sĩ ông nội ơi. Mà. Rồi mời mọi người dùng cơm với gia đình hát em nha. Nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh đó. Hát lô tô có mấy gì ra vậy, mấy ra mấy gì đây, có rác có mấy còn mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Cơm đi, cơm đi. Mà tôi bới miếng nè, tôi bới cho, tôi bới cho. Tôi qua bên ổng coi. Tôi có biết vợ chồng gì đâu, ông nội. Bữa nay mời lên tổng. Mời mọi người ăn cơm nha. Bà ngủ. Ngồi mọi người ơi, mọi người chưa lên lớp hàng ăn. Ăn cơm với Diễm Hương nha. Còn mọi người dùng bữa nha. Đi đề cho mời Trần Hiệp với anh Thương hả ta? Ờ, Diễm Hương đẹp không? Đó. Đẹp không? Ờ, chụp bà nào vậy? Đẹp quá vậy? Để em gửi bà cho. Bà anh Thương hả ta? Đứt ruột ha. Đứt ruột không? Đứt ruột, nó thương mơ. Con nhà giàu á. Con nhà nghèo mà. Đi, ăn tôi theo đúng không, bắt con bán rồi đó. Con gà nữa, còn canh nữa. Để chị coi dùng. Ừ. Ăn cơm đi mọi người, ăn cơm với gia đình em nha. Lấy em hát lô tô cho mọi người nghe. Ăn tương mấy tháng chị? Ăn tự nhiên nha. Chị. Mấy tháng à? Thằng nghe mấy
Gái hả bà? Hả? Gái hả? Gái lần gặp được mơ á, ăn chay nè. Ừ. Mơ khó ha. Gặp được mơ khó ghê á. Chết á. Ừ. Nó giỡn mặt á. Rời mặt cái gửi nè. Gặp bà thương tiền ha. Ừ, gặp mơ nổi tiếng khó lắm nha mọi người. Tại tôi qua bán mới gặp nào. Mà con mới luôn ha. Ừ. Đồ ăn thích là giữa cho mọi người ạ. Cho ra cho mấy chị ấy đúng không ạ? Cái đũa không ta? Kiếm ông kiếm cho bà luôn coi. Ừ. Cho bà luôn ha. Ừ. Đó, cái làm hơi bị ngọt. Thử quá, mấy người kêu xào còn ăn được. Ngọt quá, đúng quá, không được nó khó à. Ngọt ngọt quá. Nãy dặn biết rồi em ha. Ừ, nó bỏ đường, bỏ đường không luôn, không bỏ bột ngọt. Hai mấy con không tăng được. Ăn được không được. Ừ, không tăng được, không tăng được. Ừ, tăng được. Khó ăn quá. Ngọt ngay. Chúng ba rèm nó vậy rồi. Ba có không ạ? Ừ. Không căng rồi. Không phải nhiều khi nó làm cái nước sốt sẵn á. Nó có ngọt. Đúng rồi. Nước sốt sẵn rồi, cái nó đổ vô á. Châu đâu hiểu gì không? Mình mấy người dở. Cái đó là dành cho những người ta không dặn thì mới đổ vô, còn ta dặn thì có đổ vô vậy. Tại vì biết sao bây giờ không dặn rồi đâu biết, biết dặn rồi đâu biết làm sao. Thầy dặn tối bằng nấu cháo ăn á. Thầy dặn nhiêu đó rồi. Ăn tương đi. Ủa ăn mặn ơi. Ăn mặn có máu ăn tương đập nước đầu quả ca. Trời ơi ăn chay ừ. Mà ăn chay suối ăn mặn mang tội đó. Vậy đó hả? Ừ. Anh ăn mơ. Ăn tương ăn. Dạ. Ngon không? Ngon. Nhiều nha. Dạ. Ăn xong ca cho ta nghe nha. Cười hoài luôn. Đâu qua để nó này. Ngon quá. Hay bỏ đường nhiều quá ngon. Thắng đi bà. Gấp đồ ăn nhiều vô. Lâu lâu đi miền Tây ăn cơm chè. Anh Tân nó nhỏ lớn mới thấy hả? Anh Tân mới thấy anh Tân mới thấy mộng mơ. Nó nhỏ lớn bụng mẹ mới thấy thứ dữ. Tôi bắt không có bỏ đường. Tôi cũng mới thấy anh Tân. Hồi đó em làm ngoài Bắc á. Miếng cơm hết cơm hả ta? Còn cơm bơm bơm. Hải Dương Hải Phòng em làm. Em ơi cơm đi. Cơm đi. Đâu thấy mụn nậu hết thôi. Cái hậu tương bám mơ. Ta nấu ta nên cái kiểu dễ ăn lắm. Ngon rồi, okay. Cho cơm thêm cho mơ ăn đi mọi người ơi. Đói quá rồi. Chị gấp gì ở đâu chị. Nãy tôi mới thấy bạn tôi uống này rồi. Sáng giờ đã có ăn cơm nè. Có ăn tôi uống. Có ăn bún. Bỏ gốc nghe. Cho 2 thốt cơm. Chị nha. Đúng. Mà chị sáng giờ không ăn cơm. Dạ không ăn cơm gì. Không ăn chồng chị không cho ăn. Không, chồng không cho ăn cơm à. Không, bỏ đó cho. Mua rau đay á. Ồ, ngon, cà mắm tôm. Không ăn hết trời. Bỏ đói gì nữa, hổ chỉ thì gỡ bùa cho ăn. Về làm vợ, ổng rồi ổng chích tiền luôn. Bậy à, ổng tính hỏi hả chị? Ừ. Tu quá mơ. Nó giỡn đâu, mặt dài nó có làm ha. Thương mơ khùng hả chị? Không, mơ dễ thương. Ờ. Mơ có khùng, mơ dễ thương. Ừ. Thương nghe mà. Ừ. Có mấy anh ăn gấp đi, em ăn miếng hả? Ăn ít lắm. Được của bà đây mà, đi Sài Gòn nữa. Mấy anh ăn thoải mái đi, em ăn có miếng à. Đang tương quá, không có tương quá. Dù em này biết chị Diễm Hương nè. Không tương đâu có gì đâu má. Nó từ ngày ba mà. Con má không me gì đâu. Hồi đó giờ có ăn không chị? 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 Hồi đó giờ có ăn tương hả? Ừ. Hồi đó giờ có ăn hả? Có. Tặng tôi nghe cho tôi nghe bá mơ để tôi nhìn thấy thương mà ẩn tặng chỉ là người nổi tiếng thương bá mơ chị Diễm Hương cái móc vô thăm em nha cũng 2 mấy ngàn rồi đó hả nó đâu mạnh bà bd đó ờ đừng nói bd nha tôi khóc nó bd hoài luôn quá rồi nè chị bây giờ em đây cái tay chân bá nè mơ nó lớn mơ con nè con cưng đó của ổng ha ổng của bà nè thêm nay coi ha cặp này với cặp này mới ngon nè hết cơm rồi chị ăn đợi cơm á ông này ông làm mấy cái ai em có biết gì đó không thế thì em chỉ cho mấy lấy nhà nhìn nó nhìn chi chỉ cho tao gì mất nói đâu mất bắt nào không chị ca chỉ quay không à chị ca nhạc sống quay lên
cự chắc chết anh Tân á đó. Chưa có gà nữa cái bộ. Nói gì ông ta cũng làm kiểu này tao đấy như cà tay ông Tân. Rồi đòi hội đồng dư á, cà tay bên ông kiếm lại người ta luôn. Nhỏ lớn luôn mà thấy. Chơi với ông Tân tới ngộ ha. Mình kịch á. Không nhìn ba. À vô trong luôn rồi coi. Em xong hả? Nhạc trẻ bây giờ mà nếu mà mình đánh nấy lớn quá nó cũng bị nữa nghe. Nhưng mà là nó có thể là cái lời luôn á, nó bắt theo cái lời luôn á. Nhạc trẻ tại vì nó mới sáng tác mà. Nên là nó mua bản quyền hết trơn rồi, cơm lâu nữa. Hết cơm mới nè. Ông trời ông bỏ đói mình luôn. Con chua là gà nè. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Mà ông trời bỏ đói mình. Ông Kiểm bỏ đói em mấy trời. Ông thương chị nữa ha. Còn thương nữa. Nói chơi chung thương ngơ. Ông thương em hả? Thương. Thương em ha. Bà đẹp quá. Tôi cũng thương mơ nữa nè. Tôi em hả? Tôi thương bà đó chứ qua bà cho tiền bà mà tôi ham đâu. Tôi thích đàn bà đàn ông hiền. Hung dữ tôi ghét. Ông em ơi cho chị thêm miếng nước tương nữa được không em? Đó ăn cơm đi đó mấy ông mấy ba. Ông đúng không? Ông mà đẹp ha. Này ăn ăn đi, đó bụng nó ba đâu. Bây giờ quay cái gì bị bản quyền chứ quay bà mơ là không có bị bản quyền nha. Đúng rồi. Bà mơ hát không bản quyền nữa. Ăn cơm đi. Bà mơ mà hát nó là mơ mốt là bị kiện á. Ừ. Sửa nhạc đó. Bà mơ chị. Dạ, bà chị đi cưng. Đây. Ừ. Xin lỗi cưng à. Đầu sáng giờ ông bỏ đói tao không cho ăn. Ai bỏ đói? Ông Kiểm, đó trong nhà má mình nuôi nằm gốc me. Rồi bà ngoại luôn. Đây. Rồi cưng lại rồi mới thấy cho ăn cơm đó. Nha. Ăn hết đi. Nằm cho giết chết luôn hả bà. Khô căng luôn. Không có cho ăn. Cô thấy có cô đâu. Như khi 2 ngày á, tao thèm ganh tị đó, ganh tị đó, bà con cưng. Ừ. Bóng nó ganh tị. Bà thương tôi hiểu không? Bà thương thương em ganh tị. Nói chị ăn ào ào em thấy có khô đâu. Em thấy khô bữa mà về đến bên Mỹ bỏ tao khô queo luôn. Ai? Thôi không yêu. Trời hả? Không yêu. Không. Đẹp hơn Kiểm đó. Đẹp cái gì đẹp? Đẹp trai hơn Kiểm nhiều. Hôm qua không cho bán. Hôm qua mê nghiệp quá tôi trời. Tôi chơi quen rồi ông ơi. Tôi chơi ai là tôi quen rồi đó. Yêu anh Kiểm rồi. Yêu anh Kiểm rồi đó. Đi đây. Gấp cho bà miếng cá đi. Bây giờ bà chưa ăn cá bà ăn thịt cơ mà. Ừ. Nè ăn thịt cá này mơ. Có đó có gì tương thôi. Ừ, ngon lắm á. Đâu quý lắm anh à. Ừ, bà đòi ăn đó, thấy không? Bà bắt. Ngon không? Bà bắt ăn đó. Ngon không? Ngon ngon. Thấy không? Dạ bây giờ hát bài cho người ta nghe đi, ta ăn cơm tiếp nè. Chuyến xe Tây Ninh. Ông kia hát hình chấm của ông rồi đó. Muốn hát rồi, lịch sự lắm nha mọi người, biết em ăn chay ra là gắp miếng này là chấm nhẹ vô thôi chứ không có đục đùi không mọi người. Dạ. Ủa. Tội lỗi lắm. Tội lỗi lắm, dễ thương á. Bà biết em ăn chay bà chấm nước tương với em, bà chấm bánh nhiều nhất á. Thôi thôi. Thương chị Quyền kè. Hả? Bà là người kêu xuống đây thăm mơ đó. Bà chứ khổ lắm. Không có. Bà kêu xuống thăm mơ đó không. Thấy bà khỏi, bà thương mà. Ừ. Không thương mấy bà khỏe đó, đây bà khổ nhất đó. Tội nghiệp ba. Phải không? Ừ. Thương tôi không? Thương. Dân làm việc mà. Ừ. Làm lớn lắm à. Bạn BD nhóc hả? Ừ. Nó chửi BD nữa, không ăn cơm. Không ăn chửi BD, không chửi BD. Chứ BD hoài không ăn luôn, bỏ luôn. Không. Giận luôn rồi. Giận rồi. Nói người đẹp á, nói BD. Thôi giận rồi, giờ không ăn rồi. Không giận gì cơ, anh này kia mơ tội. Nói đi, nghỉ coi. Nói đi, xin lỗi đi. Cơm đi chạy, xin lỗi chị, không nói BD nữa. Ờ, rồi. Nói lần cuối không nói nữa. À. Tương rồi đó. Tương rồi nha, đừng nói bạn vậy nha, tội nghiệp quá. Nghe câu đó người ta buồn á. Người ta đẹp gái vậy mới nói người ta câu đó. Ừ. Nhớ nha. Nhớ nhà mốt không nói BD nha không? Dạ. Sao trời không đấu ăn. Ngon nha, mơ. Ngon. Ngon, tán cái đâu có cho ăn. Nè. Ăn. Nằm gốc me trên mình ơn nó bà chờ cho ăn ha. Nè, ăn miếng rau nè. Nó ăn bầu hả? Bầu. Bầu anh hả? Anh là có bầu dính chị. Có gì ra nhà ai nấu cơm vậy cô? Ừ. Nó kia vui nó nấu buồn lắm không? Nó ăn món này. Nấu không ăn. Bà nhà biết nấu cơm hả? Biết. Bình. Đô muốn mặn mặn cơm cơm. Ai bà mát mát. Ai bà mát. Muốn mặn mặn cơm cơm à? Không ai nói được, biểu mặn không mặn, không biểu cũng mặn.